Dạo quanh thành phố 3 giờ đêm ta và em, con tim như đang khiêu vũ đưa mình đến rất cần thêm. Baby you are my boom, yêu đắm say như thằng ngu. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ đang tick tock nhẹ nhàng. Bầu trời đêm nay bé như đôi mắt của nàng. Don't make me roaring in your eyes my girl. Cầm chặt tay em bước đi. Nhiều thằng trẻ là trường hợp giống như tao, nhưng bị nghề này nó dập xong tâm lý ở dưới đấy. Tao thoát được tai nạn, thoát được cánh vùng dao. Tao đánh được tất cả để chân chạy đến được đây. Chuyện cao, tao biết là tao vẫn đang chỉ là tao. Khi mà chơi chán, yeah, pizza mouth. Đôi khi rất là cô đơn, tao lấy hết sự cô đơn. Tao lấp vào trong bánh cao. Như là Pacquiao, Manny Pacquiao, Chandler Box, trên nền Vina House. Bây giờ thấy tao đang nhắc người tao. Thác đổ, flow tao dồn xuống như là cả 50. Chiếc khăn piêu ngủ xì hồng để đó cuốn muốn bay về đây. Mắt đang chiếu ta hình ngang chỉ muốn nói. Uầy, nọng xinh thế nhở, cho anh làm quen nhá. Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Phong luôn cảm thấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tận 1000 like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em sinh hư. Viết cho em nhìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Kinh chán à?